câu hát em đi tìm, đi tìm bài hát, câu hát lý thương nhau. À, những chào vỗ tay của các bác đâu ạ? To tí nữa được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Em ra vườn đào anh lại xuống ruộng mía, em lên rừng quế anh lại xuống nương dâu, em đi tìm anh, anh ở phương nào? Em ra vườn dừa, dừa rung xuê trái, đưa tay em hái, mãi đợi chờ ai? Em xuống đồng sâu anh lại lên ruộng cạn, em đi tìm bạn, bạn còn đi xa như ong tìm hoa. Hoa nở phương nào để lòng em mong, để lòng em nhớ em, thương anh em nói. Hỡi chàng trai là duyên tuyệt vời, đúng không ạ? Bốn mùa trồng cây, bốn mùa em hái quả, dù bao vất vả mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau, mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau. Các bác ơi, đại gia đình nhà mình có thể dành cho Ngọc Sơn một tràng pháo tay lớn nữa đi ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nghe câu hát em đi tìm, đi tìm bài hát, câu hát lý thương nhau. Em ra vườn đào anh lại xuống ruộng mía, em lên rừng quế anh lại xuống nương dâu, em đi tìm anh, anh ở phương nào? Em ra vườn dừa, dừa sum xuê trái, đưa tay em hái, mãi đợi chờ ai? Em xuống đồng sâu anh lại lên ruộng cạn, em đi tìm bạn, bạn còn đi xa như ong tìm hoa. Hoa nở phương nào để lòng em mong, để lòng em như em, thương anh em nói. Hỏi người phụ nữ là duyên tuyệt vời, có phải không các bác? Vỗ tay dành cho bà ấy được không ạ? Cây bốn mùa em hái quà, dù bao vất vả mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau, mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau. Tiếng hát quê hương, tiếng hát ân tình, tiếng hát lý quê mình. Ơi biết mấy là xuyên quê mẹ ơi. Anh Giai đâu? Anh Giai ra đây. Anh Giai phải ra đây, ra bên mẹ tí. Con Giai vì lúc nào phải đứng cạnh mẹ. Con gái thường xuyên đứng cạnh bố. Dạ, mẹ. Cảm ơn anh. Vâng ạ.